mong mong và vẫn học. Học học học, hôm qua đen chỉ ta vẫn học. Học để ngày mai nên người, học để cha mẹ được cười. Học để thầy cô không còn chê là mình lười. Học để ấp chúng mình tính to bằng người và mười. Học cho thành tiến sĩ, cho thành giáo sư, để cho mọi người được cười thật là tươi. Thank you.
Trước khi lắng nghe bằng mẫu, cô muốn hỏi quý vị một chút. Bạn nào có thể cho tôi biết ai không hiểu trí khôn là gì? Cô Phương Hải Anh. Con đâu cô? Trí khôn là thông minh ạ. Con là thông minh. Con là thông minh. Con đâu cô? Trí khôn có nghĩa là trí khôn chính là khả năng suy nghĩ và hiểu biết đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình cùng lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Một trí khôn hơn trăm trí khôn, cà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm thoát mùn bạn. Một hôm chồn hỏi cà rừng, cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Một buổi sáng, người bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt lấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên, có ma trốn nào trời. Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Cả rừng thấy nguy quá, bảo chồn, cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi. Chồn buồn bã, lúc này trong đồng mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai chồn. Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn. Tình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo gà rừng, một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Vừa rồi, các con đã lắng nghe cô đọc mẫu. Bây giờ chúng mình cùng đọc mẫu tiếp câu nhé. Bắt đầu từ câu 1, cô mời bạn Tuyển nào. Một trí khôn hơn trăm trí khôn, gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, chồn hỏi gà rừng, cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn, cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi. Chồn buồn bã, lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai chồn. Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn nuôi gà rừng ra, thấy đúng đầu, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn. Tình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo gà rừng, một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Cảm ơn các bạn. Qua lần luyện tập vừa rồi, cô thấy các con đọc đã tương đối to và rõ ràng rồi đấy. Tuy nhiên, trong bài tập đọc này, cô lưu ý các con một số từ mà dễ lẫn khi chúng ta đọc vào những bảng. Các con lưu ý nhé. Cuống quýt
một người thợ săn, chúng cuốn quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn. Cậu có trăm trí khôn, nghĩ cái gì đi. Chồn buồn bã, lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tay chồn. Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đầu, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi đập gậy vào hang bắt chồn. Thình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Thằng Nguyên quên mất rồi, con đọc đúng câu của mình nào. Thình lình, gà rừng vùng chạy. Người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo gà rừng, một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Các con đọc to hơn lần thứ nhất rất là nhiều rồi. Tuy nhiên cô lưu ý các con là chúng mình đọc không kịp một nên là hơi nhanh, nên thỉnh thoảng số bạn đọc bị gấp và bị dẫn một chút. Các con cố gắng đọc thông thạo, vừa phải, rõ ràng, có đồng ý không? Có. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang luyện đọc đoạn nhé. Bài tập đọc này được chia làm 4 đoạn, được đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Các bạn đã nhìn rõ chưa nhỉ? Rồi ạ! Mời 4 bạn sẽ đọc nối tiếp cho cô 4 đoạn của bài tập đọc nào. Cô mời 4 bạn, 2 bạn bắt đầu, 2 bạn đầu luôn. Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, chồn hỏi gà rừng, cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Cảm ơn hãy anh cho cô hỏi một chút nhé. Ở đoạn 1 có câu này: gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Vậy con hiểu ngầm ở đây là gì? Con đưa cô, ngầm ở đây là kín đáo, không lộ ra ngoài ạ. Cảm ơn hãy anh rất là tốt. Cô mời bạn tiếp theo. Con đưa cô là: một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Nói rồi, ông lấy gậy tập vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn, cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi. Chồn buồn bã, lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ cho bạn một chút nào. Cảm ơn Tuyền. Tuyển cho câu hỏi này, sách giáo khoa đã giải thích từ cuống quýt thế nào? Con thưa cô, từ cuống quýt là vội đến mức rối lên ạ. Rồi, vội đến mức rối cả lên đúng không? Ai giỏi thì đặt cho cô một câu với từ cuống quýt. Cô mời Hương Linh ạ. Con thưa cô là em chạy cuống quýt ạ. Em chạy cuống quýt, ai muốn đặt câu nữa nào? Nào cô mời Hương Linh. Con thưa cô là con chó chạy cuống quýt ạ. Chó chạy cuống quýt rất là tốt đúng không nhỉ? Mời bạn tiếp theo nào. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tay chồn. Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thập gậy vào hang bắt chồn. Thình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Thái Sơn hãy cho cô biết, đắn đo là gì con? Con nuôi cô đắn đo là cân nhắc xem lợi hay hại ạ. Đúng rồi, con thình lình là gì nhỉ? Con nuôi cô thình lình là bất ngờ ạ. Đúng rồi, cảm ơn Thái Sơn, đúng rồi, nhanh anh. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau, chồn bảo gà rừng, một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Được rồi, các bạn đã vừa đọc nối tiếp 4 đoạn của bài tập đọc. Và cô vẫn lưu ý một điều, trong 4 đoạn thì cô thấy Thái Sơn đọc vẫn hơi nhanh. Có dù hôm nay Thái Sơn đọc rất là to và rõ ràng, Thái Sơn cố gắng đọc chậm hơn một chút nhá. Đồng ý không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục luyện đọc đoạn lần thứ 2. Cô mời Phương Linh, Vân Hà, Bình và Hà. Rất thú vị lắng nghe nhá.
Một chỉ con hơn trăm chỉ con, gà rừng và chồn là đôi bạn thân. Nhưng chồn vẫn gần coi cửa bạn. Một hôm chồn hỏi gà rừng, cậu có bao nhiêu chỉ con? Mình cũng có một thôi, ít thế sao? Mình cũng có hàng trăm. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn cùng phóng quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên, có mà trốn nằm chơi. Nói rồi ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn: cậu có trăm chỉ con, đi cái gì đi. Chồn vừa đã, lúc này trong đầu mình chẳng còn một chỉ con nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai chồn: mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn nuôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn. Thình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau, chồn bảo gà rừng: một chỉ con của cậu còn hơn cả trăm chỉ con của mình. Cảm ơn các bạn. Như vậy là qua lần gặp bạn lần thứ hai, cô thấy các bạn đã đọc rõ ràng và chậm rãi hơn. Tuy nhiên Phương Linh cô thấy con đọc cũng hơi nhỏ. Hôm cô đọc rất là to, hôm nay có vẻ hơi run đúng không nhỉ? Phương Linh cố gắng lần sau đọc to hơn nữa nhé. Và ở các đoạn các con đọc thì cô lưu ý một số câu dài, các con đừng quan sát lên trên bảng. Đoạn một có câu dài sau. Ai có thể xin con đọc cho cô? Đọc và thể hiện cách nhắc nghỉ luôn nhé, không phải điều tra. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Trang ơi, con mắt ở đâu đấy? Con thưa cô là con mắt ở sau chữ thân ạ. Ai đồng ý với cách mắt hơi của bạn Trang? À, cô cũng đồng ý. Đây, chúng ta sẽ cùng mắt hơi sau chữ thân nhé. Cô bạn đọc lại cho cô nào. Cô mời bạn Hà Linh nha. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Cô mời Bình nào. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Cô mời bạn Tinh Đan. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Cả lớp mình đọc cho cô. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Tiếp theo là ở đoạn 2. Ở đoạn 2 này cô lưu ý các con cách đọc câu dẫn. Đằng sau câu dẫn là câu lời của nhân vật. Đoạn này chúng ta sẽ ngắt lời đâu. Nào, cô mời bạn Hải Anh. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Ai phát hiện ra Hải Anh đã ngắt lời đâu đấy? Cô mời Phúc Anh. Ôi đâu cô, bạn Hải Anh đang ngắt xong rồi hay chấm ạ? Là sau từ nào? Sau từ lên ạ. Từ reo lên đúng không nhỉ? Cả lớp mình có đồng ý không? Đó. Chúng ta sẽ hát hơi sau từ reo lên. Và các con lưu ý là đối với dấu 2 chấm thì chúng ta sẽ hát hơi dài hơn so với dấu phẩy một chút. À, có thể đọc lại cho cô. Cô mời Hà Pha nào. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Cô mời Tuyển nào. Con đưa cô là ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Cô mời Sinh Đức. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Con. Và đoạn cuối cùng các bạn cùng quan sát nhé. Ai phát hiện ra cho cô đoạn 4 này có câu nào để cô giải? Cô mời Minh Anh. Con thưa cô, câu giải là một chỉ khôn của cậu còn hơn cả trăm chỉ khôn của mình. À đúng rồi, cảm ơn Minh Anh. Vậy ai có thể hát hơi câu này cho cô? Cô mời bạn Phương Linh thử nhá. Phương Linh. Con thưa cô là một chỉ khôn của cậu còn hơn cả trăm chỉ khôn của mình. Con hát hơi ở đâu đấy? Con thưa cô, con hát sau chữ cậu ạ. Rồi, có cách hát hơi khác không? Cùng đồng ý chúng ta sẽ hát hơi sau từ cậu nhé. Bạn đọc lại cho cô. Cô mời Phương Linh đọc to nào. Một chỉ khôn của cậu còn hơn cả trăm chỉ khôn của mình. Con thưa cô, một chỉ khôn của cậu còn hơn cả trăm chỉ khôn của mình. Cô mời Xuân Hà. Một chỉ khôn của cậu còn hơn cả trăm chỉ khôn của mình. Cảm ơn các con. Như vậy là vừa rồi các con đã vừa được luyện đọc các câu dài. Bây giờ ai xung phong đọc lại nối tiếp 4 đoạn của bài tập đọc cho cô.
cô mời bạn Tuyển, bạn Hà, bạn Trang và bạn Quang. Lớp mình lắng nghe xem các bạn học tốt chưa nhá. Một trí khôn hơn trăm trí khôn, gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm chồn hỏi gà rừng, cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi, ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Một buổi sáng, đôi bạn đã chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng, ông reo lên, có mà trốn nắng trời. Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn, cậu có trăm trí khôn, nghĩ cái gì đi. Chồn buồn bã, lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai chồn, mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán, người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn. Thình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo, chỉ chờ thế, chồn bọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau, chồn bảo gà rừng, một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Cảm ơn bố mẹ, các con đọc rất là tốt, to và rõ ràng, đúng không? Cô còn muốn lớp mình yêu bạn đọc tốt như bạn nữa. Bây giờ các con có muốn luyện đọc theo nhóm không? Có! Chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc theo nhóm đôi nhé. Và các con lưu ý, chúng mình sẽ luyện đọc to, đọc đúng này, rõ ràng và ngắt nghỉ hơi đúng nhé. Cô phân như sau. Mỗi bạn sẽ đọc nối tiếp cho cô hai đoạn của bài tập đọc. Sau đó chúng mình sẽ đảm lại vị trí. Các con đã nắm rõ yêu cầu của cô chưa? Rồi! Thời gian thảo luận nhóm của chúng mình sẽ là 3 phút. Ông reo lên, có mà trốn đằng trời. Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn, cậu có trăm trí khôn, nghĩ cái gì đi. Chồn buồn bã, lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai chồn, mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Một chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán, người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn. Thình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo, chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau, chồn bảo gà rừng, một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Cảm ơn nhóm của Minh Anh. Nhận xét phần đọc bài của nhóm Minh Anh. Mời Thảo Nguyên. Con thưa cô, phần đọc bài của nhóm bạn Minh Anh thì bạn Minh Anh đọc to rồi nhưng mà bạn ấy vấp một tí. Còn bạn vấp ở đâu không? Biết bạn vấp đâu không? Bạn ấy vấp ở chỗ. Cậu có trăm trí khôn. Bạn không nào? À, gà rừng quá nhưng bạn ấy. Tôi nghĩ bạn ấy đâu.
hơi bấp một tí đúng không? Một chữ quá này và từ cuống quýt thì Minh Anh cũng đọc hơi bấp một chút đúng không nhỉ? Thế còn phần Thái Sơn? Bạn Thái Sơn lại đọc hơi nhanh nhưng mà bạn đã đọc đúng và không bấp như Minh Anh. To rõ ràng vẫn hơi nhanh một chút. Chậm thôi nhá Sơn nhá. Hôm nay Sơn vội vâng. Thế. Minh Anh cũng lưu ý con đọc chậm rãi một chút thì mình sẽ không bị bấp. Minh Anh nhớ chưa nhỉ? Bây giờ cô muốn các nhóm sẽ cử đại diện xuống đây lên thi đọc. Nhóm nào muốn xung phong bạn? Nhóm của Bình cử bạn nào? Con là cô, nhóm của con. Con cử luôn bạn trong nhóm con, một là con, hai là bạn Hà. Bạn Hà. Bạn Hà cử bạn Hà, các bạn Hà lên đây. Nào nhóm của Hải Anh. Nhóm Hải Anh cử bạn nào? Cử luôn bạn trong nhóm mình cơ mà. Hải Anh, nhóm cử. Cử bạn Tuyển, các bạn Tuyển lên đây nào. Hà sẽ đọc bài 1-2 nhá. Còn Tuyển đọc bài 3-4 nhá. Rồi, một hai bạn. Một chí con hơn trăm chí con. Gà rừng và chuồn là đôi bạn thân. Nhưng chuồn vẫn gặp coi thường bạn. Một hôm, chuồn hỏi gà rừng: cậu có bao nhiêu chí con? Mình chỉ có một thôi. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn. Chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: có gà trốn đang chơi. Nói rồi ông lấy gậy thẳng vào hang. Gà rừng thấy nghi quá bảo chồn: cậu có trăm trí khôn, nghĩ cái gì đi. Chồn buồn bã: lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo ghé tai chồn: mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thử đúng đầu, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, đồ tập gậy vào hang chồn. Tình lình gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ tờ thế chồn vỡ ra chạy kiếm gà rừng. Hôm sau đôi bạn gặp lại nhau, chồn bảo gà rừng: một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Hai bạn, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chấm điểm cho hai bạn bằng cách vỗ tay. Các bạn có đồng ý không? Có. Phần chấm điểm cho bạn Hà. Bạn Tuyển. Nghe không rõ lắm. Mình chấm điểm lại nhé. Nào chấm điểm bằng Hà nào. Chấm điểm bạn Tuyển nào. Cô thấy là cô thấy là các chàng sáu tay nổ ra đều to và giòn giã như nhau đúng không nhỉ? Vậy là hai bạn đều đóng thật to và rõ ràng và đều đạt được điểm tốt như nhau. Tặng cho mỗi bạn một điểm 10 và lớp nồng trang tay thật to để khen ra. Nếu lên đọc đúng thì sẽ được chỉ định bài tiếp theo lên để
chọn hoa. Và những bạn đọc đúng sẽ được tặng một bông hoa miền tốt. Cả lớp có muốn chơi được không? Có. Ai xin phong lên chọn hoa đầu tiên? Cô mời bạn. Cô mời Hương Linh ạ. Lại Hương Linh. Hương Linh đang cầm sách lên luôn. Con chọn bông hoa nào màu to nhá. Con thưa cô, con chọn bông hoa sen màu hồng ạ. À, bạn chọn bông hoa sen màu hồng. Cả lớp cùng nào. Bông hoa kỳ diệu màu đa. Nội dung trong bức tranh là đoạn nào của bài tập đọc? Con thưa cô, nội dung trong bức tranh là đoạn 3. Con xin đọc. Đắn đo một lúc, cả rừng nghĩ ra một mẹo ghé tai chồn. Mình sẽ làm như thế và cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta vội vàng xuống đánh cỏ, rồi trồng cây vào hang đất chồn. Thình lình gà rừng ngừng chạy, người thợ săn đuổi theo, chỉ chờ thế cửa phòng ra sạch bị gà rừng. Rồi cảm ơn Hương Linh. Nào, hãy nhớ mình nhận xét cho cô xem phần nội dung tranh đã phù hợp với đoạn bạn đọc chưa. Cô mời bạn Vân Hà. Con thưa cô, bạn đã đọc đúng và to rõ ràng rồi ạ. Đúng, to rõ ràng rồi. Tuy nhiên cô muốn Hương Linh tươi lên một tí nữa. Và ngày xinh lắm, mà hôm nay bạn hơi buồn. Để tươi cô đang xem nào. Rồi, tặng cho Hương Linh một bông hoa nhiều tốt nha. Hương Linh muốn chỉ định bạn nào lên tiếp theo? Hương Linh Đan. Hương Linh Đan nào. Rồi, muốn Linh về chỗ. Linh Đan sẽ chọn bông hoa màu nào? Con thưa cô, con sẽ chọn bông hoa hồng màu đỏ ạ. Bông hoa hồng màu đỏ. Bông hoa kỳ diệu màu đa. Cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi. Con thưa cô, nội dung của tranh là đoạn 1. Con xin đọc. Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân. Nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm chồn hỏi gà rừng, cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi. Ít thế sao? Mình chỉ có hàng trăm. Cảm ơn Linh Đan. Nào, nhận xét phần nội dung tranh và phần đọc bài của bạn. Linh Đan đọc rất là đúng nội dung của bức tranh rồi đấy. Thì còn phần đọc bài của bạn thế nào nhỉ? Cô mời bạn Hải Anh. Con đố cô, bạn đọc đúng to rõ ràng rồi ạ. Đúng to rõ ràng rồi. Cô vẫn cảm thấy hôm nay đọc hơi buồn hay sao ấy? Phải run quá, nhiều thầy cô giáo đọc bài vở quá nên run không nhỉ? Thế tươi lên nhá, cô sẽ tặng cho Linh Đan một bông hoa liền tốt. Rồi, cảm ơn Linh Đan. Các bạn muốn chơi được không? Có. Vậy thì tí nữa sau tiết hai chúng ta sẽ chơi tiếp nhá. Được rồi, các con đã vừa luyện tập toàn bộ bài tập đọc một trí khôn hơn trăm trí khôn và các con đã hiểu một phần nào nội dung của bài tập đọc rồi đấy. Trong bài tập đọc này có nhân vật như là gà rừng này, chồn này và người xăng. Không thích nhân vật nào? Nào, cô mời bạn Khánh Chi. Con thưa cô, là con thích gà rừng bởi vì gà rừng thông minh ạ. Gà rừng rất thông minh đúng không? Sao biết hai, nhưng mà tìm hiểu kỹ câu chuyện hơn thì chắc chắn là con sẽ thích câu chuyện hơn nhiều đấy. Bây giờ tiết học của chúng mình kết thúc ở đây và chúng mình cùng nhau hát ra một bài hát nhé.